đôi môi như một giấc mơ, thật khó quên một giấc mơ. Em đến ngọt ngào đánh thức trong tôi những ngày ngủ quên, một đời lãng quên để sớm mai chợt thấy yêu. Chạy đi chạy đến trong tình yêu, đời ta được mất cũng nhiều, được và mất cũng nhiều. Cho tôi được giữ em trong vòng tay, để tôi được nhớ mỗi ngày, để tôi được yêu mỗi ngày, để biết em vẫn còn yêu, để tim được rung mỗi ngày, để tôi còn yêu kiếp này. Có gì vậy? Coi kìa. Nè mấy ông tướng, sao ông lo tập đi mà tụm năm tụm bảy vậy? Đang rảnh mà. Baby Girl á, sắp lưu diễn ở Hàn Quốc rồi kìa. Ừ. Thậm đâu, chí đưa cho tôi họ coi. Còn tham gia gala âm nhạc châu Á nữa. Nghe nói á, tụi nó sẽ được hát chung với SNSD nè, Big Bang là Super Junior nè. Tụi mình bây giờ chỉ hơi khó tụi nó thôi. Thiệt luôn á hả? Thiệt. Sáng nay báo nào cũng đăng tin này trên trang nhất hết á. Còn live show của tụi mình nữa, không ai thèm coi luôn á. Đúng là cái đám sao bất tử này tung ra cái tin này ngay cái lúc mà live show của mình sắp diễn ra, để triệt mình. Thì đây á, đâu phải lần đầu đâu. Theo tôi thấy á, mình cứ tập trung làm cho tốt live show lần này. Diễn tốt á, thì 100 baby girl cũng không làm gì mình đâu. Người ta dồn toàn tâm toàn ý vô á, thì thành công là chuyện đương nhiên. Chỉ có nhóm mình á, là thù trong, giặc ngoài. Khổ thiệt á. Có thánh cũng không cứu được. Ủa, thù trong giặc ngoài là gì? Có nghĩa là cái thằng nội gián mà hôm bữa mọi người nghi ngờ hả? Chuyện đó để cho sếp thư tính. Sếp chat tới rồi kìa. Anh Bi. Có gì không em? Anh cũng biết chuyện này nhưng mà anh giấu em đúng không? Trời. Giấu em gì nữa, mấy nay anh có liên lạc gì bên đó nữa đâu. Em không tin thì thôi, kệ em. Thư. À, ra đây, con đọc bài báo đi. Trời ơi, nó được một cái tin động trời nè. Vụ Baby Girl đi Hàn Quốc biểu diễn đúng không? Đúng, sao biết hay vậy? Nè, nè, cái tin này bị dở hả? Nó đang hả, lan khắp ở đâu cũng có, rần luôn. Thì, lần đầu tiên mới có một nhóm nhạc Việt Nam được mời qua nước ngoài biểu diễn á. Trên một cái sân khấu á, với lại những á ca sĩ mà nổi tiếng như châu Á mà. Hỏi sao mà khán giả không xôn xao cho được, đúng không? Kỳ này Lý Thon chơi tụi mình một vố á, thì đúng gọi là chí mạng mà. Chưa hết đâu sếp. Hắn á còn canh me cái live show của mình nữa. Đúng đó, sếp. Canh me cái live show của mình. Mà sếp cứ bình tĩnh đi. Cho dù thông tin đó có là sự thật thì cũng đâu có mà Wonderboy cũng đâu có thất thế lắm đâu. Sao không thất thế? Chỉ cần á live show của mình thành công rực rỡ thì mình sẽ gây được tiếng vang thôi. Với lại chú nên nhớ là dù cho Baby Girl có qua bên đó lưu diễn thì cũng chỉ là mang tính giao lưu thôi. Trời ơi, đâu được nè. Lần đầu tiên có một nhóm nhạc người Việt Nam á mang chuông đi đánh xứ người, rồi còn được giọng so nữa. Được giọng á, bảy so giọng của nó vậy. Còn được so giọng với những nhóm nhạc nổi tiếng ở bên đó. Phải không? Dạ. Nè. Cái bài này á, là Thư sáng tác dành tặng cho bé Mẫn, đồng thời cũng là cái bài hát có trong live show của chúng ta. Bây giờ các bạn xem qua đi, rồi Thư hát thử một lần cho các bạn nghe. Từng cơn đau về núi tiên làm em thơ thân xác rã rời,
Nhìn em thơ nằm thiêm thiêm, lòng nghe đâu nhói trong tim. Rồi chưa? Rồi bây giờ mình vô nhạc nha. Ok, ok. À, anh Tuấn ơi. Ơi. Cho em lên nhạc, thu luôn. Ok. Ê, ê, ê. Cơn đau về nói tiếng làm em thơ tâm xa dạ rời. Nhìn em thơ nằm thiêm thiết, lòng nghe đau nhói trong tim. Trời cao ơi nào có sao không xót thương cho người, vì sao lấy đi cuộc đời còn bé thơ người ơi, luôn nhớ có em trong cuộc đời. Khi em ra đi còn nhiều bao ước mơ, khi em ra đi đời còn bao ý thơ, mong cho em thơ ra đi đến thiên đường. Khi em ra đi, cuộc đời luôn nhớ em. Khi em ra đi, mọi người luôn nhớ tên. Mong em yên vui, em bé thiên thần giữa cuộc đời. Hay quá mợ ơi. Tính tôi cứng rắn mạnh mẽ vậy mà nghe còn muốn khóc luôn. Bài này hay thiệt á. Anh công nhận em sáng tác hay thiệt nha. Bài này tên gì em? À, em đã... em tính... đặt tên cho bài này là Thiên Thần Giữa Cuộc Đời. Nghe được đó. Nghe được đó. Thật ra thì em cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của bé Mẫn, cho nên sáng tác đại vậy mà. Hay quá trời luôn á. Nếu mà biết như vậy thì kể từ hôm nay tất cả các bạn phải học bài này đi và quên Baby Girl đi. Chúng ta phải đứng lên nha. Ok. Anh Tuấn ơi, cho em một lần nữa nha. Một lần nữa đi anh. Ok em. Ok. Nối tiếp chương trình là phần trình diễn được mong đợi nhất đêm nay, thưa quý vị. Những cô gái tuyệt vời này sẽ bị những ai ném cùng tối nay trước khi sang Hàn Quốc với sứ mệnh làm rạng danh nền âm nhạc Việt Nam. Cũng không để cho các bạn chờ đợi lâu hơn. Vâng. Và bây giờ xin tất cả quý vị và các bạn cùng hướng mắt về sân khấu để đón chào bốn cô gái xinh đẹp của chúng ta. Đó là Baby Girl. Xưa yêu thương, người đã mang vào tim.
cái gì vậy? Sao trời vậy? Chắc chạy tốt nhiều quá, mất á. Ôi, quá à. Sao vậy? Thôi đi mấy người này, đi té xuống đó mà bạn. Thôi hay là thôi xuống. Không có đâu mày ơi. Mày sao vậy? Chắc đưa chịu quá. Chở cái đầu ra coi che. Tôi mấy người này chịu được chứ chị bắt tôi lên chị ơi. Có xuống được không? Từ từ thôi. Ôi có hay không vậy? Sao sợt hoài mà không có cái tên bác phụt phụt vậy? Trời ơi, cái gì mà chữ nghĩa nó cứ cù quéo cù cong, cù quéo cù cong. Kiểu này ông nội tôi còn đọc không được chứ tôi làm gì? Có sao không trời? 200.000 chứ ít đâu. 200.000 đô la. Nhưng chắc nó không có lừa mình đâu. Dù sao nó cũng là bạn của Chanh Hí Hí mà. Sếp ơi. Sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi. Cái gì răng răng ngoài đó vậy? Sếp ơi, sếp. Sếp ơi, đi vô, đi vô, đi vô. Sếp ơi. Sếp ơi, sếp. Cứu người. Sếp ơi, sếp ơi. Sếp ơi, sếp. Sếp ơi, sếp. Sếp ơi. Sếp ra đây lẹ đi sếp ơi. Nặng quá. Sếp ơi. Sếp. Sếp ơi. Sếp. Nít. Sếp ơi, sếp. Chuyện gì mà la mình sầm vậy? Ôi da. Dạ sếp. Chú anh bị té trật cổ chân rồi nè sếp. Trời đất ơi, tại sao lại bất cẩn như vậy? Gà chiến mà như vậy là thôi chết tôi rồi. Cô biết cái chân của cô là tài sản quốc gia. Sao? Rồi tài sản của cả công ty này. Dạ, em xin lỗi sếp. Lỗi phải cái gì? Ngày mai là đi Hàn Quốc rồi. Rồi cô si cà que như vậy rồi còn nhảy nhót cái gì? Nè, đưa tôi đôi giày. Tránh ra coi. Làm gì ông nội? Chỗ người ta làm việc. Sếp coi đi. Nè, sếp coi đôi giày này đi. Đâu phải tự nhiên nó bị gãy đâu. Ý của cô là sao? Thì tất nhiên á là phải có người làm thì nó mới gãy đôi giày này chứ. Cái gì đây? Sếp, sếp, hình như keo sếp, keo khô sếp. Vậy là... Nghĩa là đáng lý đôi giày này là của Lily mang. Nhưng vậy hả, chân của Lily đau nên Chiêu Anh mới nhường đôi giày cho Lily mang. Có chuyện động trời như vậy hả? Sếp. Trong lúc diễn á, Chiêu Anh còn thấy một người nào đó lấp ló ở trong phòng chờ. Em nghi là người của Chép Bừng Bừng cài vô á sếp, để phá vụ này nè. Có chuyện đó luôn. Dạ. Không phải đâu sếp, em chỉ thấy mày mại thôi. Nhưng mà chắc không phải đâu. Nếu như không phải tụi nó thì chỉ có người trong nội bộ của mình thôi chứ có ai đâu. Đây là một vụ hãm hại có âm mưu từ trước. Tự nhiên sếp nhìn em ghê quá vậy. Ai là thủ phạm trong vụ này? Tôi sẽ tính sổ sau. Còn cái quan trọng là cái chân của Chiêu Anh chừng nào mới hồi phục? Ít nhất là 2 tuần. Với điều kiện phải ngồi một chỗ đó sếp. 2 tuần? Rồi còn kiến lưu diễn của tôi như thế nào đây? Cái show diễn này đâu phải vì Baby Girl mà người ta quản lại được. Cơ hội ngàn năm có một của tôi bây giờ đã tan tành theo mây khói hết rồi. Dạ, dạ sếp bớt nóng. Sếp đừng lo, không sao đâu sếp. Để có gì em gọi điện thoại cho ông Bách Bụt Bụt á. Xin ổng dời lại ngày diễn. Trời ơi, sếp biết không? Ổng là người có thế lực lắm. Chỉ cần mình đưa tiền cho ổng đầy đủ. Trời ơi, sau này ổng sắp cho Barbie Girl diễn với các nhóm thần tượng Hàn Quốc mấy hồi. Có gì đâu sếp phải lo. Vậy gọi cho ổng báo liền đi. Dạ ngay bây giờ hả sếp? Ừ. Dạ vậy em đi gọi nha sếp. Em đi nha sếp. Còn cô, cô đi thông báo với báo chí á, cái tai nạn của Chiêu Anh á là trường hợp bất khả kháng nên show diễn tạm thời quản lại. Đó, rồi nhớ thêm mắm dặm muối vô.
nói là ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chiêu Anh. Trời ơi. Gửi vòng hoa. Trời ơi. Sếp ơi, sếp làm vậy giống như là đang đám tang á sếp. Ủa vậy hả? Nói chung là gửi lời quan tâm sâu sắc. Rồi vậy đi. Nói chung chung vậy là được rồi. Em hiểu ý sếp rồi. Em đi dẹp đôi giày đi. Đưa giỏ coi. Lẹ lên. Sếp. Sếp bây giờ sao đây? Không lẽ cái ngày vinh quang đó vì chuyện đó mà dời lại hả? Lố bịch. Cô làm gì vậy? Bộ cô tưởng nhóm Baby Girl chỉ có một mình cô thôi hả? Ta thông báo là ta đang nổi lửa ngang. Dễ manh động lắm đó. Lên tiếng chửi nhau đi, tao cắt lưỡi hết cả đám bây giờ. Nghe chưa mày? Khó ừ. Dì ơi. Hả? Cho con hỏi cái ông già ngồi bán vé số ở đây nè, dì có thấy ổng đâu không? Ông già đó hả? Dạ. Mấy bữa nay không có thấy ổng. Mà tội nghiệp lắm. Nghe nói ổng bệnh sắp chết rồi đó. Dì nói sao? Ổng bệnh sắp chết? Thì ổng ở trọ gần nhà chị chứ đâu. Đó đó, ở đó đó. Mà mấy người già bệnh chết là chuyện bình thường thôi chú ơi. Bây giờ chú mua vé số giùm chị đi. Mua ai cũng vậy à, mua giùm chị đi. Mua giùm đi mà. Dì nói gì kỳ quá. Người ta già, người ta bệnh. Mà dì... Chú làm sao vậy? Thì dì có làm sao thì dì nói vậy chứ. Chứ có ác ý gì đâu. Mà có bất mớ gì tới chú đâu. Ổng là ba tôi đó. Hả? Sao? Ba chú hả? Ê, ê, ê. Chú. Quên đồ. Chú. Là con tới con tìm con thăm ba không con? Trời ơi trời, con tôi nó tới nó tìm nó thăm tôi rồi nè, trời ơi. Con khỏe không con? Con. Ba bị sao vậy? Ba bị gì mà uống thuốc vậy? Không con, cái này ba bị cảm thường thôi con. Con đi đi, đi vô nhà cho mát con. Ba. Ba ơi, ba sao vậy ba? Nhanh lên ba ơi. Bác sĩ, ba tôi ra sao rồi bác sĩ? Ông cụ bị suy thận giai đoạn 2. May là ông cụ có uống thuốc đặc trị nên bệnh không thể phát triển được nhanh. Tôi đã kê toa thuốc mới cho ông. Nếu dùng đều đặn ông sẽ mau chóng hồi phục.
nhớ kiêng cữ các thức ăn mặn và uống nhiều nước vào. Mọi thứ tôi đã ghi thật rõ trong tờ giấy này. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nhớ chăm sóc ông cụ cẩn thận, đúng ngày tôi sẽ tới tái khám. Dạ, mời bác sĩ. Chào anh. Sếp ơi sếp, có chuyện rồi sếp ơi. Chuyện gì? Dạ, em gọi điện thoại cho thằng cha Pat bụt bụt á. Thì nói là đã setup toàn bộ xong cho Barbie Girl hết rồi. Tự nhiên mình đổi ý như vậy á, cho nên bây giờ tiền cọc mình phải chịu mất đó sếp. Sao kỳ cục vậy? Sao mày nói là mày nài nỉ ông được rồi mà? Dạ, thì em cũng đã cố gắng là năn nỉ hắn. Thậm chí hả, em quỳ lại hắn qua điện thoại luôn. Mà cuối cùng hắn cũng đổi ý với sếp, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Dạ, hắn muốn là sếp phải chi trả 50% còn lại. Không có được. Barbie Girl chưa đặt chân tới Hàn Quốc diễn show nào, còn đòi lấy hết tiền là sao? Thằng cha này càng ngày càng tham lam quá đáng. Sếp à, nếu mà mình không trả cho ổng á, lỡ mà ổng sùng một cái là mình mất 50% ứng trước. Dù sao á, mình bị vi phạm hợp đồng mà sếp. Từ trước tới giờ chưa có ai đòi hỏi vô lý như cái thằng cha này. Đừng có thấy người ta thất thế rồi ép vô đường cùng. Mày nói với ổng á, tao chỉ chịu ứng thêm 20% nữa thôi, coi như là tạm ứng 70% rồi. Còn cái số tiền còn lại, khi nào show diễn ra xong, tao sẽ đưa đủ. Dạ dạ, như vậy cũng được đó sếp. Nhưng mà sếp phải tranh thủ thanh toán cho ổng nha sếp. Lỡ ông bắt mối khác là công ty mình mất cả chị lớn chài luôn đó sếp. Được rồi, kêu cái toán lên đây. Dạ, em đi liền này sếp. Phút phút là lòi ra, trong khi đó nó chỉ muốn thâu vô không. Khốn nạn thiệt. Trời ơi, trời ơi, sếp vậy? Ơi trời ơi sếp ơi, cái gì vậy? Làm giật mình sếp ơi. Gì? Trúng rồi hả? Trời ơi, trúng số hả? Mấy tờ, mấy tờ đài, mấy số mày, đưa đây, đưa đây. Trời ơi, trời ơi, không phải. Thôi đừng có khóc mà. Nè nè nè, tôi nói cho cậu nghe. Ông trời có mắt mà, không bao giờ phụ lòng người tốt đâu. Đâu đâu, vé đâu, vé đâu. Nè, sao đưa vé xe? Ủa, sếp kêu đưa vé? Tôi kêu là đưa cái vé mà trúng số độc đắc kìa. Vé gì trúng số độc đắc sếp? Thì nãy cậu vừa mới nói tôi là trúng số độc đắc đâu. Trời ơi, sếp ơi là sếp, cái này còn hơn là trúng số nữa. Cái gì? Bởi vậy em nói là sếp không hiểu ý em. Ủa? Bây giờ cậu tìm cái gì? Từ từ đi để em tìm cho. Cái đó em phải cất kỹ lắm. Đâu ta? Trời đây ơi, nè, đây nè sếp. Tuốt sao á? Sếp, sếp, che, che em lại, che em lại. Che gì vậy? Chưa? Chưa sếp ơi, em cất kỹ lắm. Trời ơi, cái gì quan trọng vậy? Trời ơi, có tờ báo là trời ơi ghi. Sếp ơi, cái tin nè, sếp đọc đi. Cái này còn hơn là trúng số độc đắc nữa sếp. Tụi bay ơi, ra biểu tin vui kìa. Gì vậy sếp? Buông ra. Được rồi. Gì vậy sếp? Chuyện gì? Gì vậy sếp? Trời ơi, được gì? Nhảy xuống sếp ra coi. Chuyện gì vậy sếp? Gì vậy sếp? Chuyện gì mà vui? Đọc cho nghe nè. Nè, nhóm Barbie Girl, ca sĩ Kiều Anh vừa mới té gãy giò, bây giờ là không thể đi lưu diễn ở
Hàn Quốc được. À, yeah. Có cơ hội rồi. Vui quá. Vui lắm hả? Vui. Vui trên bất hạnh của người khác có gì đâu mà vui. Vui chứ sao không vui, đúng không? Vui quá, vui quá. Vui quá trời luôn. Nó bị vậy á, mình phải càng vui chứ. Đúng. Tôi chẳng thấy gì vui hết á. Sao không vui? Ê, nhân đạo quá. Ờ, có người đau khổ về cái mà cái tai nạn của kẻ thù đó sếp ơi. Là sao lúc nào cũng xỉu xấu tôi hoài vậy? Ủa, tôi không có thương xót cho Baby Girl. Tôi chỉ thấy tiếc cho Chiêu Anh nè. Cô ấy là một cô gái hiền lành dễ thương. Ủa, vậy à? Mà có thật chỉ có vậy không Bi? Bây giờ nói đại đi. Anh muốn gì? Sao anh cạc hiểu tôi hoài vậy? Nè. Thôi. Hai đứa đừng gây nhau nữa. Sắp sửa tới giờ diễn rồi. Hai đứa lớn rồi đâu phải nít đâu. Ừ, phải không? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Xem đây đúng á. Ừ. Có gì diễn xong rồi thì xuống xuống nhau luôn. Ừ, đúng rồi. Xem. Quấn lộn, em là trọng tài nha. Em khoái làm trọng tài lắm. Tôi chưa nói xong. Nè, nghe nói nè. Lợi dụng cơ hội Baby Girl đang rớt xuống nè. Chúng ta phải đoàn kết lại với nhau. Để làm chi? Để làm một cái live show thật là thành công. Hiểu chưa? Đúng rồi đó. Tôi á, thật không muốn nói nhiều. Tại vì mấy người bắt tôi nói nhiều quá đi. Vô đi. Ủa, sếp cũng biết là sếp nói nhiều nữa hả? Ông nói nhiều đâu? Ông bị bệnh mãn tính. Sếp nói nhiều đó sếp. Có không? Có. Tại mấy người làm tôi nói nhiều quá. Mọi người chuẩn bị xong chưa? 2 phút nữa là chương trình bắt đầu rồi đó. Nhanh lên đi. Ừ rồi. Thôi bây giờ vậy nè. Mọi người á, cố lên. Ra ngoài diễn đi. Diễn xong vô muốn đánh nhau lúc nào cũng được. Vô. Đồ sắc chắn cũng được. 2, 3. Yeah. Quên lộn hai người này đánh cột vui lắm. Được, cái gì quên lộn gì? Sếp nói gì nãy vậy? Nói giỡn thôi, chuẩn bị ra mấy đứa. Vui quá. Sếp đi đâu vậy? Hả? Hai mình lên sân khấu nha sếp. Ừ, lên sân khấu. Đi. Chào. Ồ màu quá. Anh Bi, áo anh dính gì nè, để em phủi cho. Cảm ơn em. Trời ơi, quan tâm quá. Đi nhanh đi kìa. Quan tâm quá, phủi áo nè, phủi áo nè. Nè, không có nói bậy nha. Nói bậy gì mà bậy chứ. Có lẽ anh đã sai khi làm tất cả vì em. Kể cả che giấu cho tên phản bội kia. Không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng có nghĩ như vậy. Ừ. Chú mới nghe loáng thoáng Quân Minh Hồ nói gì về kẻ phản bội lần sau. Không có, anh Quân Minh Hồ nói là rất là mong tìm được cái kẻ phản bội. Ồ vậy hả? Ồ dạ. đúng đó. Nè, nói cho mấy đứa nghe. Cái live show này làm xong á, tôi sẽ qua bên đó xử cho Lý Thôn chết luôn, dù bằng chứng hay không bằng chứng ha. Dạ. Ừ thôi. Chuẩn bị đi. Nè. Tất cả mọi người bây giờ chỉ còn phục mod thôi nha. Phục mod thôi nha. Lại gì? Quên. Em đi bán kẹo kéo em hay nói ngược lắm sếp. Phục mod có nghĩa là 1 phút. Trời ơi, 1 phút nó đang phút đi. Anh. Thôi, 1 phút nữa thôi anh em. Chuẩn bị ra ha. Ra. Đi. Ra. Tình yêu kia mà
Má, 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 má. Má ơi, mà anh Quân á là cái người mà đẹp nhất, sáng nhất, rực rỡ nhất trong cái chỗ này, má thấy không? Má, bữa nay á còn trang điểm giống vậy, má thấy con có cua anh Quân được không? Gớm con y như con hà mã. Má, thôi mà, má chỉ nói chơi thôi, đừng có giận má mà, xin đi ai. Nghĩ cho má ra luôn. Má đi chơi thôi, đừng có giận nha. Quý vị và các bạn vừa được xem một phần biểu diễn rất là sôi động của nhóm Wonder Boy. Còn bây giờ, có lẽ chúng ta cùng qua mình và cùng chia sẻ với nhóm Wonder Boy về những tình cảm mà quý vị đã dành cho nhóm. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn và cảm ơn tất cả các bạn đã có sự ủng hộ nhiệt tình cho nhóm Wonder Boy. Nhưng giờ phút này đây, thì chúng tôi xin các bạn yên lặng một chút xíu được không ạ? Chỉ một chút xíu thôi. Vì ca khúc tiếp theo là một ca khúc rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ, bởi lẽ nó là một ca khúc mà nhóm hát riêng cho một người em, một người em trai của Wonder Boy. Đáng lẽ là giờ phút này đây, nếu em ấy còn sống thì sẽ có mặt ở đây để xem chúng tôi biểu diễn. Nhưng mà em đã chia tay chúng ta mãi mãi. Mọi người luôn nhớ ánh mắt trong sáng của em và nụ cười thơ ngây của em, bàn tay nhỏ bé của em. Em như vẫn còn mới ngày hôm qua thôi. Dòng sông vẫn chảy, trái đất vẫn quay, chỉ có cuộc sống là vẫn tiếp diễn. Xin các bạn hãy dành vài phút để tưởng nhớ đến một em bé thiên thần đã cất cánh bay xa khỏi cuộc đời này. Ra nghe y như thiệt vậy. Trời đất, một câu chuyện thương tâm như vậy mà chú có thể nghĩ là con bịa ra hả? Chuyện thiệt đó. Trời ơi, chuyện quan trọng như vậy mà con có thể giấu nhẹm chú là sao Thư? Con biết chú đâu phải là người nhẫn tâm đến vậy. Chú sẵn sàng hoãn lại buổi lễ cho nhóm Wonder Boy tới bệnh viện thăm mẫn mà. Con xin lỗi chú, tại con sợ rủi ro thôi. Nhưng mà nói gì thì nói hả? Cuộc sống này còn có những tấm lòng nhân ái như con với chú á, thì cũng như một cơn mưa tưới xuống sa mạc khô cằn, thà có còn hơn không. Chú nói vậy có đúng không Thư? Khi em ra đi còn nhiều bao ước mơ, khi em ra đi
đời con bao ý thơ, mong cho em thơ ra đi, ra đi đến thiên đường. Mong em yên vui, em bé thiên thần giữa cuộc đời. Mừng á, live show chúng ta thành công vang dội. Vô cái đi, vô 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 vô. Mọi người cứ nhậu nha, tôi làm cho. Sôi chưa? Ngon quá. Sôi rồi. Sếp, em bảo đảm với sếp luôn á, ngày mai cái tin này á, báo chí đăng rần rần luôn cho coi. Nè, hồi nãy trời ơi, khán giả đông như kiến gì đó, trời ơi. Mấy người tài thợ họ nhìn vô họ thích liền à. Còn mình đó tha hồ lụm tiền bỏ vô túi. Thành công về mặt tài chánh không phải là vấn đề lớn, mà vấn đề chính ở đây là khán giả đã nhìn nhận nhóm nhạc Wonder Boy là một nhóm nhạc có tài năng và có tính nhân văn. Điều đó rất là quan trọng. Riêng cái bài hát đó thôi á cũng đã là một thành công rất là lớn. Bài hát rất truyền cảm, dễ đi vào lòng người. Ăn may thôi anh, tài cán gì đâu. Gì mà may, em khách sáo quá. Bài hát đó là thành công rất lớn rồi đó, chứ may mắn cái gì, đúng không? Đúng rồi đó. Em á vừa trị bọn anh giỏi nè, mà còn sáng tác giỏi nữa. Em á, anh rất nể em luôn á. Chúng ta chúc mừng cho Thư đi. Đúng rồi đó. Chúc mừng. 2, 3, vô. Em á thì nhân sự có mặt của mọi người ngày hôm nay, Thư chỉ mong là sau này Wonder Boy sẽ phát triển tốt hơn để có điều kiện làm nhiều việc thiện hơn. Vô. Ê, khoan. Sao vậy sếp? Tôi còn nói câu này nữa. Trời ơi, đó là chắc chắn rồi, đâu biết được ngày mai, ngày mốt, ngày kia nhóm Wonder Boy sẽ được bên Hàn Quốc mời qua bên đó lưu diễn trước cả Baby Girl rồi sao? Không. Vô. Cảm luôn nghe. Rồi, biết coi. Uống cho sung coi. Thôi giờ vậy. Đang lúc cao hứng hả? Bây giờ chắc bùm bùm này sẽ ra làm bùm 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 và dài cá cho các bạn chơi ha. Trời, mày giữ sếp lại đi. Thôi sếp, xuống đi. Trời ơi, hát cho hát. Mấy đứa chưa nghe anh hát á hả? Anh mà hát là mấy đứa thua xa đó. Bài nào hay nha sếp? Bài gì? Sếp kiếm bài nào mà sung á. Sung ha. Dữ vậy. Đà lạc hoàng hôn. Đà lạc hoàng hôn. Chơi luôn. Chết chết luôn quá. Đúng. Phải tung ra ngay lập tức. Mình chỉ còn cái chiêu này á để triệt hạ bọn nó thôi. Ba. Cấp máy nghe. Làm hết hồn vậy? Sao ban ngày ban mặt mà con dám lù lù xuất hiện vô đây? Ba yên tâm đi, con thấy mọi người đi ăn trưa hết rồi, con mới dám vô. Mà bây giờ con có gì mà phải lo nữa đâu. Thì live show Wonder Boy đã kết thúc rồi. Con đang tính nói với ba là con xin rút ra khỏi nhóm. Cái gì? Sao trùng hợp vậy? Ba cũng tính nói với con điều đó, nhưng không phải thời điểm này. Con phải ráng ở bên đó một vài tuần nữa, cho tới khi cái vụ kiện của ba thành công. Trời, vụ kiện gì nữa vậy ba? Thì vụ kiện của cái bài mặn nồng đó chứ gì. Ba nói vậy là sao? Con không hiểu gì hết đó. Bài này là ba đã mua độc quyền của Nam Trung rồi, nhưng tối hôm qua Wonder Boy đã sử dụng trong live show. Nghĩa là nó đã vi phạm quyền sở hữu của Sao Bất Tử. Vậy nên thế giới lò xo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và dư luận. Trời, cái tay nhạc sĩ đó là ba giới thiệu cho con mà. Sao bây giờ ba nói vậy?
Không lẽ ba gài con nữa hả? Bình tĩnh đi. Có sao đâu mà con mắc mỏ với ba dữ vậy. Chẳng qua ba thấy con có vẻ mềm lòng yếu đuối, nên ba mới lợi dụng con để đánh cú chót thôi. Cú này sẽ khiến tài chát mệt với ba cho bà coi. Ba sẽ chứng kiến cái cảnh thế giới lò xo sụp đổ. Trời, con không ngờ ba thâm độc tới vậy á. Trong khi ba nói là dẹp qua thù hận với chát bùm bùm rồi, cho nên con mới tin ba, xong rồi giới thiệu cái tay nhạc sĩ đó. Bây giờ ba nói vậy, quá ra chỉ là chiêu trò của ba thôi. Ba đem con ra lợi dụng hết lần này đến lần khác. Ba chưa thấy hài lòng nữa hả? Chắc chắn đây là lần cuối cùng trong cái cuộc chiến này. Và con phải bỏ Wonder Boy, thì ba cũng sẽ quánh cho nó thân bại danh liệt. Nhưng tạm thời con phải ở lại để tránh báo chí phát hiện cái âm mưu của cha con mình. Con có hiểu không? Ba thiệt là... Tại sao từ cái mối thù hận với chách bùm bùm, ba biết ba làm vậy ba hại nhiều người lắm không? Thư chết, rồi đủ thứ người trong công ty nữa. Mệt ba quá. Tao thích như vậy được không? Bây giờ, chính ba đã biết chách bùm bùm không phải là người cướp người yêu của ba hồi xưa. Nhưng tính của ba mày là hay thù dai. Mà đã giết ai là phải giết cho tới cùng. Hơn nữa, nếu mà ba dẹp thù riêng qua một bên, thì con nghĩ xem Wonder Boy có phải là đối thủ mà đáng gườm của mình không? Phải bứng được cái gai đó thì Baby Girl của ta mới là cái nhóm bất khả chiến bại ở cái đất này. Nhưng mà ba không thể dùng cách tồi tệ như vậy được. Chơi hèn mà thắng còn hơn quân tử mà thua lãng nhách. Còn có biết ba đã đầu tư biết bao nhiêu tiền cho nhóm Baby Girl không? Còn nhóm Wonder Boy á là bọn cản đường, bọn kỳ đà cản mũi. Còn biết nếu Baby Girl thành công thì sẽ nuôi được cha con ta ít nhất trong 5-6 năm nữa. Con thật sự quá thất vọng về ba rồi. Con còn non lắm. Thương trường không khác gì chiến trường. Nó không chết thì mình chết. Con còn nhớ cái điện thoại này không? Đây là điện thoại của tay nhà báo bảo hộ. Trong đó có clip ta và Hùng Râu bàn bạc âm mưu thủ đoạn với nhau. Mai mà ba đã dùng bạo lực để diệt khẩu nó. Chứ cứ mà mềm lòng quỷ mị như con thì giờ này ba mày đã bóc lịch trong tù rồi. Mà có lần ba nói với con cái clip này bị khóa mật mã, sao ba vô coi được? Chỉ đến trong tình yêu, đời ta được mất cũng nhiều, được bao cũng nhiều. Cho tôi được giữ em trong vòng tay, để tôi được nhớ mỗi ngày, để tôi được yêu mỗi ngày, để biết em vẫn còn yêu, để tìm được dung mỗi ngày, để tôi còn yêu kiếp này. Làm cái gì vậy? Em sẽ chơi hơn sếp. Em thả một tép, em bắt một rút. Sao nó làm được đâu? Nó làm sao? Em ba má không giải quyết chỗ nào chính xác hay sao? Đèo, đèo, cắt quái. Tôi còn yêu kiếp